90 năm cuộc đời. Ngày xưa ngày xưa, khi mặt đất còn hoang vu, hỗn độn, Đấng tạo hóa đã tạo ra con người đầu tiên từ đất sét. Đừng lo lắng, chính ta đã tạo ra con và ban cho con sự sống. Giờ ta trao mặt đất hoang sơ này cho con. Con hãy chăm sóc nó để nó trở nên xinh đẹp và phong phú hơn. Thưa Thượng Đế, người đã ban cho con sự sống, vậy đó có phải là vĩnh hằng không? Không, đó là hữu hạn, con sẽ phải trả lại cho ta. Vậy thưa Thượng Đế, con sẽ được sống bao lâu ạ? Con có thời gian là 30 năm, hãy dùng chúng thật hữu ích nhé. Chỉ có 30 năm thôi sao? Thật là ngắn ngủi. Mình muốn có được một cuộc đời dài hơn nữa. Hỡi Thượng Đế anh minh, người cho con sự sống để chăm sóc mặt đất, nhưng sức lực con có hạn, trong khi mặt đất là vô hạn. Cầu xin người hãy cho người xuống giúp đỡ con. Ta mang tới cho con một người bạn, đó là một con bò. Bò có sức mạnh, nó sẽ giúp đỡ con làm đất, trồng cây. Bò sẽ ở cạnh giúp đỡ con trong 30 năm. Cầu xin Thượng Đế, con không nỡ xa ngài lâu như vậy. Xin cho con ở đây 10 năm thôi. Cầu xin Thượng Đế, vậy ngài hãy ban cho con 20 năm còn lại của bò. Được. Cầu xin Thượng Đế anh minh, ngài đã ban cho con một cuộc sống no ấm, nhưng con không thể nào vừa đi làm lụng vừa lại trông coi những của cải trong nhà. Cầu xin người ban cho con một người bạn để trông nom cho công lao vất vả của con. Ta lại mang tới cho con một người bạn mới, đó là con chó. Ta sẽ cho chó 30 năm sống cùng con. Cầu xin Thượng Đế, con rất nhớ mong ngài. Xin ngài cho con ở đây 10 năm thôi. Vậy cho con xin nốt 20 năm của chó. Được. Ở nhà trong nhà ngoan nhé, ta ra đồng đây. Chà, cuộc sống yên ả nhưng cũng thật buồn chán. Ta có một cánh đồng trĩu hạt, vườn cây đầy trái, có bò giúp ta cày đất, chó giúp trong nhà. Nhưng mà tại sao ta vẫn cảm thấy buồn phiền? Cầu xin Thượng Đế anh minh, người đã cho con sự sống, sự no ấm, an toàn. Con mạo muội xin hỏi, liệu người có thể ban cho con niềm vui không ạ? Con cầu xin hết lần này đến lần khác, liệu rằng sự giúp đỡ của ta có làm con thỏa mãn không? Thưa Thượng Đế anh minh, con xin cam đoan với ngài, đây là lần cuối cùng con cầu xin. Ta đưa đến cho con một người bạn. Đây là một con khỉ. Nó thật vui vẻ và hay ho. Có nó, con sẽ không bao giờ buồn bã. Ta sẽ cho khỉ ở cùng con 30 năm. Vậy ai sẽ ở bên cạnh mua vui cho ngài? Xin ngài hãy cho con ở lại 10 năm thôi. Dù gì Thượng Đế cũng đã cho mình chú khỉ. Vậy nếu ngài không biết làm gì với 20 năm còn lại, mình xin tiếp, chắc hẳn ngài cũng sẽ quá bộ mà cho mình thôi. Vậy xin ngài hãy cho con 20 năm của khỉ. Người thật là tham lam, hết lần này đến lần khác, đòi hỏi và thậm chí còn cầu xin những thứ không thuộc về ngươi. Vì ngươi đã sống lâu như vậy. Được, hãy nghe đây. Ngươi có 30 năm cuộc đời, thêm 20 năm nữa của bò. Ngươi sẽ phải làm việc cực nhọc cho đến 50 tuổi. Sau đó, ngươi sống tiếp 20 năm của chó.
ngươi sẽ chỉ lanh quanh ở nhà chẳng đi đâu được cho tới năm 70 tuổi. Cuối cùng là 20 năm của khỉ, ngươi sẽ trở nên lẩm cẩm và làm những điều nức cười. Đó là những gì ngươi phải trả cho sự tham lam của ngươi. Một tấm lòng. Gì đây nhỉ? Hôm qua gia đình có việc nên nhiều rác, phiền chị phân loại giúp. Cảm ơn chị. Này chị kia, chị mới đến khu này làm phải không? Dạ đúng. Có chuyện gì vậy ạ? Tại sao hôm qua chị bỏ qua rác nhà tôi, ngôi nhà số 1 đầu phố đó? Xin lỗi chị. Có thể do lúc tôi đi qua rác chưa chuyển ra ngoài nên... Ô hay, thế thì lúc sau chị phải đi thêm vòng nữa, thu cho bằng hết chứ. Chị bỏ qua như vậy thì ai dọn? Rồi nó bốc mùi lên, ai mà ngửi cho được? Vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Chào cô Mi, có chuyện gì mà sáng sớm đã căng thẳng vậy? Chị An à, tôi chỉ mang rác ra muộn một chút, thế mà chị ta bỏ qua không lấy rác nhà tôi. Hôm nay dồn lại cả đống sợ quá đi mất. Vậy mấy giờ cô mang rác ra? Thì 6 rưỡi. 6 giờ sáng tất cả các bịch rác phải để trước nhà rồi. Chị ấy có một mình, đẩy cả một xe rác to đùng thế kia. Chị phải mang rác ra đúng giờ, chứ ai cũng mang ra muộn như chị. Thì chị ấy phải đi bao nhiêu vòng quanh khu đây? Hai cô đừng căng thẳng nữa, tôi sẽ rút kinh nghiệm mà, tôi xin phép đi trước. Chào chị. Cô cứ để đó cho tôi. Ôi nhẹ ấy mà, để tôi tự bỏ rác. Cô cẩn thận quá, đây là công việc của tôi mà. Cô chỉ cần để đây là được rồi. Chị mới vào đã quen công việc chưa? Tôi cũng quen quen rồi, cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi phải đi tiếp đây, chào cô An nhé. Chào chị. Cô An, tôi đẩy được mà. Cô bỏ ra đi, kẻo bẩn hết quần áo. Quần áo bẩn chút thì có làm sao đâu, một mình chị lên dốc này vất vả lắm. Cảm ơn cô quá. Có gì đâu chị đi tiếp nhé. Chào chị. Cô An hôm nay không có rác à? Chắc hôm nay cô ấy quên rồi. Mình vào hỏi xem sao. Cô An à? Lạ nhỉ, có tiếng tivi mà sao không thấy ai thưa. Cô An ơi, cô An. Đây rồi, chắc cô ấy ngủ quên. Cô An ơi, cô An. Hay là cô ấy có chuyện gì? Cô An, cô có nghe thấy gì không? Anh ơi, có người bất tỉnh trong nhà, cửa khóa rồi. Lạy trời lạy Phật, hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra với cô ấy. Mau gọi cấp cứu đi, chắc cô ấy ngất rồi. Cô An à, cô An tỉnh lại đi. Hơi thở yếu lắm. Cô tỉnh rồi à? Sao tôi lại ở đây thế này? Bác sĩ bảo cô bị suy nhược cơ thể trầm trọng, giờ thì ổn rồi. Chị lại ngồi đi, sao lại đứng như vậy chứ? Thôi, sáng tôi đang làm thì vào thẳng đây, người vẫn còn đang bẩn lắm. Chị cứ lại đây ngồi đi, tôi không thấy vậy là được rồi. May quá có chị, không thì chưa biết tôi sẽ có chuyện gì. Cảm ơn chị nhiều lắm. Cô đừng cảm ơn tôi, cô hãy cảm ơn chính mình ấy. Cô không biết chứ, ngày nào cũng được gặp cô, tươi cười hỏi han gần gũi, tôi vui lắm. Hôm nay không thấy cô nên đánh bạo vào gõ cửa, nếu là nhà người khác chắc tôi không dám. Tôi biết người ta chê tôi chẳng thơm tho sạch sẽ gì. Chị đừng nói như vậy mà, cả khu phố sẽ không thể thơm tho và sạch sẽ mỗi ngày nếu như không có chị. Chị xứng đáng nhận được nhiều hơn một lời chào, một nụ cười đấy, cảm ơn chị rất nhiều. Sự tích con sam biển. Anh đi chuyến này chắc phải nửa tháng mới về, em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đi cẩn thận nha.
về rồi. Chị Tâm, chú Sơn, anh Huân đâu? Thuyền chúng tôi va vào đá ngầm, có hai người bị rơi xuống biển và bị cuốn đi, trong đó có anh Huân. Không. Đừng tuyệt vọng, ta đến để giúp con. Xin hỏi ông là ai? Ta là thần biển. Xin người hãy giúp con, hãy cho con biết chồng của con còn sống hay đã chết. Vậy là chồng con vẫn còn sống? Đúng vậy. Nhưng trên đảo ấy không có nước ngọt, không có thức ăn. Con cầu xin người hãy cứu lấy chồng con. Con hãy tự đi cứu lấy chồng mình. Ta ban cho con viên ngọc thần. Chỉ cần con ngậm viên ngọc này vào miệng, con sẽ có sức mạnh cưỡi mây cưỡi sóng. Có nó, con có thể vượt biển đến đảo xa cứu chồng. Nhớ cẩn thận, đừng để rơi. Nếu làm mất ngọc, con sẽ mất đi sức mạnh và sẽ chìm xuống biển. Vâng, thưa thần biển, đội ơn người. Tấm lòng này của người con sẽ khắc cốt ghi tâm. Sao em lại ở đây thế này? Anh cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ gặp lại được em nữa. Wow, thích quá. Em ơi, chúng ta đang đi trên sóng. Nhưng tại sao chúng ta có thể lướt đi trên sóng mà không hề hấn gì? Em sao thế? Bình thường nói với anh rất nhiều, sao hôm nay em không nói với anh tiếng nào? Em vẫn không chịu nói sao? Hay là em không còn yêu anh nữa? Không. Ôi, anh ơi, em không biết bơi. Bám lấy lưng anh, bám lấy tay anh. Hai vợ chồng người đánh cá sau khi chết bỗng hóa thành đôi sam. Khi sống cũng như khi chết, hai vợ chồng người đánh cá chung thủy, không bao giờ muốn rời xa nhau nửa bước. Tôi làm nông mà không ra đồng thì chết đói à? Nếu tôi cũng giàu có, nhiều tiền bạc như ông thì tôi cũng chả hơi đâu ra đồng cho khổ. Cũng biết thân biết phận thế là phải. Cũng may trời thương, nắng nôi vậy cũng chẳng ốm đau gì. Nếu không thì chết. Thôi, xin phép tôi về đây. Chà, hôm nay sao oi thế? Ngoài này thoáng mát, tội gì không mang chổng ra đây mà ngủ nhỉ? Hơi đâu mà nằm trong nhà cho chết nóng đây. Thank you.
thế này vẫn lộ. Thế này cũng không ổn, phải ôm cho chắc. Tôi hiểu, rõ là khổ. Thế nào, ông dạo này thế nào? Còn bị ông Trương đè nén nữa không? Tôi đã bảo ông chuyển đi chỗ khác mà làm. Làm việc ở đấy không làm được đâu. Đó là ông không thích nghi được thôi. Chứ tôi vẫn làm tốt mà. À, mà bà Thi vợ ông đó dạo này nhìn có vẻ khác ha. Nhìn cô ấy tròn hơn hồi xưa. Hôm trước nhìn thấy ngoài đường mà tôi không nhận ra nữa. Ui dào, vợ ông thì khác gì vợ tôi mà cười. Thì đó là tôi không chú trọng thôi. Chứ tôi mà bắt cô ấy giảm cân thì lại đâu vào đấy thôi. Ui dào, vợ ông thì có mà giảm đằng trời. Ơi này, ông có dám đánh cuộc với tôi không? Nếu một tháng nữa vợ tôi với vợ ông ai giảm được nhiều cân hơn thì người kia phải khao nha. Được, tưởng gì chuyện đó thì đơn giản. Ôi trời ơi, cái ông kia có về ngay không hả? Ngày nào cũng bảo làm thêm thế này đấy hả? Thôi, vợ tôi nó phát hiện ra rồi. Tôi về đây, ông nhớ bộ cá cược đấy. Này, từ từ đã. Cái thằng trông thế mà hèn. Đây, anh đặt ở đây cho tôi. Thôi, chào anh nhé. Vâng, cảm ơn anh. Anh mua cái gì thế? À, anh mua cho em cái máy tập chạy. Tập giảm cân tốt lắm đấy. Ôi, em cũng cố thử nhiều lần rồi. Không ăn thua gì đâu. Đấy là em tập không đúng cách thôi. Em cứ nghe anh, tập với cái máy này, đảm bảo chỉ một tuần thôi là em thấy khác ngay. Vậy hả? Thế thì tập luôn, tập luôn. Nào, xong chưa? Đợi em một tí. Xong rồi. Máy với chạm móc, khó chết đi được. Thôi, em chịu thôi. Không tập nữa đâu. Ấy kìa, đấy là em chưa quen thôi. Phải cố lên chứ. Nào, thử lại lần nữa đi. Nào, uống đi. Thôi, hôm nay tôi khao ông. Tôi bó tay với vợ tôi rồi. Thế ông bảo vợ ông giảm cân thế nào? Không ăn thua hả? Thì tôi đăng ký cho cô ấy một lớp tập aerobic. Nhưng mà tập về cô ấy lại ăn nhiều hơn, ăn khỏe hơn. Thế là đâu lại vào đấy ông ạ. Nàng giải quá. Thế vợ ông thế nào? Tôi mua cho vợ tôi cái máy tập chạy. Ngày nào cũng bắt cô ấy tập ở nhà. Vậy hả? Thế có hiệu quả không? Thì đấy, chạy một tháng rồi, cô ấy mới chỉ giảm hỏng 4 cái máy thôi. Còn giảm cân thì nửa cân cũng chẳng giảm được. Hả? Người cha thật sự. Đi đi,
Chồng cô đã cầm ngôi nhà này để đánh bạc và thua sạch rồi. Giờ hắn trốn ở đâu không biết. Từ giờ ngôi nhà này là của tôi. Mẹ con cô không được sống ở đây nữa. Đi nhanh lên. Mẹ, mẹ ơi, giờ chúng ta đi đâu? Mẹ ơi, chúng ta đi đâu bây giờ? Nhà mình cũng bị mất rồi. Mẹ ơi, ba bỏ trốn rồi ư? Không sao đâu hai con à. Nhất định ngoại ở trên trời sẽ phù hộ độ trì cho ba mẹ con mình tìm được chốn nương thân mà. Cô Lành, có phải mẹ con cô Lành không? Sao lại ra đây ngồi thế này? Dạ, nhà em, mẹ con em giờ không có nơi nào để về nữa bác ạ. Nếu không chê, chị có thể mang hai cháu đến nhà tôi trú tạm. Tôi ở một mình, không có phiền hà chi đâu. Cảm ơn anh, nhưng như vậy e như không tiện cho lắm. Sợ mọi người dị nghị, anh lại khó xử. Có gì mà khó xử chứ. Tôi ở một mình thì lo gì người ta dị nghị. Thôi, cô và hai cháu cứ về nhà tôi. Mọi chuyện để mai tính tiếp. Các cháu đang buồn ngủ lắm rồi đấy. Hai năm sau. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ tụi con mà đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Hai con à, mẹ nghĩ mẹ không qua khỏi được. Hai con nhớ phải nghe lời ba, phải có hiếu, phụng dưỡng ba chu đáo, nghe chưa? Anh à, cảm ơn anh thời gian qua đã cưu mang ba mẹ con em, mặc cho những lời dị nghị của mọi người xung quanh. Anh có thể thay mặt em chăm lo cho hai đứa nhỏ này được không? Từ khi chúng sinh ra, chúng đã quá thiệt thòi rồi. Có anh, em có thể yên tâm ra đi được rồi. Được rồi, anh hứa. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi. Con à, chiếc đèn này bị hỏng nặng rồi. Để mai ba mua cho con chiếc khác nhé. Không cần đâu ba ơi. Ba cứ để dành tiền tiêu cho việc khác. Con thắp nến học bài cũng được mà. Không được. Ba không thể để cho con thắp nến học bài vào đêm tối được. Hại mắt lắm. Ba ơi, ba ơi, con đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi. Con đạt giải nhất rồi sao? Đây, ba nhìn đi, con nhận được giấy khen và phần thưởng nữa nè. Ừ, đúng rồi, đúng là con rồi. Con đạt giải nhất rồi. Ôi, con của ba giỏi quá. Thằng Hùng nhà tôi đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh đấy. Mọi người nhìn này, con trai của tôi đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh rồi nè. Ôi, con trai anh giỏi thật. Ừ, giỏi thật đấy. Giỏi cũng có phải là con ruột của anh đâu chứ. Đúng là... Sao lại nói quá đáng thế chứ. Thắng ơi, Hanh ơi, các con của tôi đâu rồi? Là ba, ba về rồi đây. Ba ư? Đúng vậy, ba đã trở về với hai con. Ba đến đón hai con đây. Trước đây ba có lỗi với hai đứa khi bỏ đi mà không nói gì. Giờ ba về rồi nè. Hai con về với ba nhé. Ông không phải ba tôi. Đây mới là ba tôi. Anh Hùng này, tôi biết anh đã vất vả nuôi dưỡng hai cháu nên người. Nhưng giờ tôi đã về rồi. Tôi xin anh nói giúp với hai cháu một câu. Về với tôi để cha con được đoàn tụ. Chào ba, chúng con mới đi học về. Hai con mới tan học đấy hả? Có mệt lắm không? Học hành có vất vả không con? Hai con, lại đây nghe ba nói nè. Hai con à, ba rất vui vì quãng thời gian qua được sống với hai đứa. Nhưng giờ, người ba thật sự của hai đứa đã về rồi. Ba nghĩ hai con nên quay về với ba của hai con. Người ta vẫn nói chim có tổ, người có tông mà. Hai con nghe ba, vào nhà sắp xếp quần áo, rồi về với ba con đi. Con không thích về. Đúng, con chỉ thích ở với ba thôi. Hai con nói như vậy là không được. Dù sao, ba cũng chỉ là ba nuôi thôi. Hai con phải quay về với ba đẻ để đền đáp công sinh thành cho ông ấy chứ. Nào, hai đứa, vào sắp xếp đồ đi. Nội đang đợi hai con ở nhà đấy. Thôi, vào xếp đồ đi con. Chú đã ăn cơm đấy à? Nhà nấu nhiều canh quá, mang sang cho chú một bát đây. Chị Loan đấy ạ. Khổ, tưởng được sung sướng như hai đứa trẻ. Ai ngờ. Đấy, tôi đã nói với chú rồi. Chú cứ nuôi
con của Tu Hú làm gì? Giờ chú thấy thấm chưa? Nuôi chúng bao năm qua, lẽ ra giờ là lúc chú được nghỉ ngơi rồi, vậy mà giờ lại cô độc ăn cơm một mình thế này đây. Ba ơi, đèn con lại bị hỏng rồi. Để đấy bà thay cho. Ôi, mình thật là lẩn thẩn. Bọn trẻ chúng đâu còn ở đây nữa chứ. Nhưng sao đâu đâu mình cũng nghe thấy giọng của chúng thế này. Ba ơi, rót con cốc nước. Ừ, đợi ba chút. Tại mình nhớ tụi nhỏ quá mà. Ba ơi. Đâu đâu cũng nghe thấy giọng của lũ trẻ thôi. Ba ơi, tụi con về rồi này. Con về với ba rồi đây. Các con, ba có nằm mơ không đi? Không, ba không nằm mơ. Tụi con đã trở về với ba rồi đây. Các con. Thế còn ba đẻ của các con? Thế này không được đâu. Các con mau về, kẻo ông ấy lại mong. Ba, chúng con nghĩ kỹ rồi. Chúng con sẽ không bao giờ rời xa ba nữa đâu. Dù ba với chúng con không phải máu mủ, nhưng những gì ba đã làm cho chúng con còn hơn cả một bậc sinh thành. Ba ơi, chúng con suốt đời là con của ba. Đúng đấy ba ạ. Ôi, hai con của tôi đã thực sự trưởng thành rồi. Bí mật của vợ tôi. Anh về rồi đấy à? Ăn cơm luôn không đói anh nhé. Nhiều việc lắm hả anh? Anh làm vừa thôi, kẻo ốm đó. Không sao đâu, em ăn đi. Anh mệt, anh đi nằm đã. Alo. Dạ, dạ, em ra ngay đây ạ. Giờ này còn đi đâu nữa đây? Anh Hùng. À, Quân à, anh đi sớm thế. À, ừ, đi sớm cho khỏi tắc đường. Hôm nay cậu đi khu vực nào? Em đi khu vực ngoại thành. Nhường anh khu trung tâm cho quen việc đã nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Tôi chắc phải mất thời gian nữa mới quen được. Anh nói thế chứ em thấy anh xử lý nhanh lắm. Mấy thằng trong tổ còn bảo anh có dáng xếp nữa. Cậu lên trước đi, tôi đi mua gì ăn đã. Dạ. Về thôi Quyên ơi, làm vừa thôi, độ này xanh lắm đấy. Ừ nhỉ, mãi quá suýt nữa quên. Cậu về trước đi, tớ lấy đồ rồi đi sao? Cậu cứ để đấy cho tôi. À, bác Ký giúp cháu vào đây ạ. Cảm ơn cậu nha. Em à, em xong việc chưa? Một lát nữa anh qua đón em nhé. Hôm nay em về muộn lắm, anh cứ về trước đi. Ừ, anh biết rồi. Anh chờ em lâu không? Chờ em bao lâu cũng được. Hôm nay mình đi ăn nhà hàng nhé. Hôm nay em về muộn lắm, anh cứ về trước đi. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách. Làm gì mà phải tắt máy chứ. Ôi, anh làm em hết hồn. Làm gì khuất tất hay sao mà hết hồn. Anh ăn gì chưa mà ngồi uống rượu thế? Ăn rồi. Em mới lấy tiền làm thêm. Anh cầm gộp vào sổ tiết kiệm của hai vợ chồng giúp em nhé. Ấy chà, có 2 tiếng vào nhà hàng mà cô kiếm được ngần này cơ à. Hậu hĩnh quá nhỉ. Anh đang nói cái gì thế? Anh theo dõi em đấy à? Cô đang đi lại với ai phải không? Giỏi giang giàu có cỡ nào mà khiến cô siêu lòng vậy? Hơn cả thằng Hùng này cơ à? Anh cứ thôi đi không? Anh không hiểu gì thì đừng nói em như vậy. Cô mang hết ra đây. Tiền hay trang sức hay nước hoa, người ta cho cô những gì, cô còn giấu tôi những gì nữa? Anh đừng có đụng vào tài liệu của em. Hỏng hết bây giờ. Tài liệu à? Cô đừng hòng che mắt tôi. Đưa đây tôi xem. Đưa đây. Đủ rồi đó. Anh quá đáng vừa thôi chứ. Công nợ cả tuần làm thêm của em bị anh làm hỏng rồi đây này. Em thích về muộn sao? Em làm muộn, nhận làm kế toán ngoài giờ cho nhà hàng là vì ai anh biết không? Vì em không muốn anh phải vất vả và phơi mặt đi giao hàng. Em nói gì? Em biết từ bao giờ? Sao em không nói gì? Sao em...
anh là người sĩ diện. Nếu muốn, anh đã nói với em rồi. Em thương anh vất vả, thế mà anh... Nguyên à, anh thật sự xin lỗi em. Vì anh mà em phải vất vả, vậy mà anh còn không hiểu, còn làm khổ em nữa. Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe gì cả. Em đi đây. Em định đi đâu? Em định bỏ anh à? Anh không cho em đi đâu cả. Anh đúng là có vậy thôi mà đã rối cả lên. Em đi giặt bộ đồ bảo hộ bí mật của anh chứ đi đâu. Mấy tháng nay anh cứ mặc xong lại giấu dưới đáy tủ, chắc là nó bốc mùi lên rồi. Từ giờ không được giấu em điều gì nữa nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng luôn ở bên anh. Anh biết rồi. Cảm ơn em, vợ yêu của anh. Một lần gian dối. Ôi, đi đứng thế à? Ôi, tôi xin lỗi anh. Tôi đang có công việc gấp nên người nhà đánh xe ẩu quá. Anh có sao không? Đừng tưởng là người có tiền mà đi đứng ngang ngược thế nào cũng được nhé. Anh đền đóng khoai đi. 5 phải không? Tôi đây, 2 đây mà. Anh 2 ư? Thật không ngờ anh khác quá, ra dáng người có tiền quá rồi. Mới không gặp nhau có mấy năm mà sao không thể nào nhận ra. Ôi, anh cứ nói quá lên. Tôi cũng nhờ buôn bán làm ăn mới khá lên được một tí. Thế giờ anh làm gì? Thì vẫn ở nhà trông vào mảnh ruộng, trồng ít lúa khoai ấy mà. Thế thì khó khăn lắm. Hay là tôi bảo này, nếu anh không ngại, tôi bày cách, anh mà nghe theo có thể khá hơn đấy. Cách gì thế? Dạo này người ta buôn bán sơn rất tốt. Hay là anh trồng sơn mà bán? Trồng cây sơn, mà trồng rồi làm sao nữa, biết bán cho ai? Nếu anh trồng được, tôi sẽ giúp anh tiêu thụ. Chỗ bạn bè, tôi chỉ mong anh thoát nghèo, đỡ vất vả thôi. Cùng chỗ bạn bè mà nhìn người ta giàu có, mình thì quanh năm nghèo khổ, bám mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thôi cứ thử một phen xem sao. Nhưng tôi chưa nghe về loại cây này bao giờ. Đây là cây sơn, mình thu nhựa để bán cho thương lái. Họ sẽ pha chế thành sơn mài, sơn khảm. Nó dễ sống với đất đồi ở đây. Tôi sẽ chỉ bảo cho anh cách trồng nhé. Mình ơi, mình đi bán khoai cơ mà. Xe ngựa ở đâu mà dắt về thế này? Đây là cây sơn. Hôm nay xuống thị trấn, tôi gặp anh hai. Anh ấy nói lúc này buôn bán sơn đang được giá. Nếu mình chăm chỉ, chịu khó trồng cây lấy nhựa, chẳng mấy chốc sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng ruộng nhà mình đang trồng đổ thế này, mà trồng nó thì lấy gì mà ăn? Thế mới phải tính. Thật là đàn bà không biết trước biết sau. Nhổ hết đổ lên mà trồng sơn, cơ hội đổi đời trước mắt mà không biết nắm lấy. Tôi đã hỏi kỹ càng hết rồi. Ông bà ta đã nói không ai khó ba đời. Lần này tôi quyết tâm làm lại để cho mình mở mày mở mặt. Chả phụ công mình vất vả thức khuya dậy sớm. Cứ đà này, chả mấy chốc mình sẽ thu hoạch được thôi. Một thời gian sau. Đây là tiền tôi trả cho anh. Đã trừ hết tiền mua giống cây ban đầu. Nhựa cây sơn nhà mình tốt lắm, hàng chất lượng cao đấy. Anh cũng nên nghĩ cách mở rộng ruộng ra hơn nữa đi thôi. Giờ đây anh cũng trở thành mối sơn có tiếng rồi đấy. Cũng là nhờ anh cả, cảm ơn anh. Anh hai khen đợt này sơn tốt đấy mình ạ. À, tôi phải mua thêm ít phân bón cho cây mới được. Này, xưa nay mình chỉ bán sơn cho anh hai thôi, anh trả sao biết vậy? Chẳng biết giá cả thế nào, có khi ở ngoài người ta còn mua sơn đắt hơn nữa đấy. Mình nói lạ thế, xưa nay vợ chồng mình toàn bán sơn cho anh hai thôi mà. Cơ mà tôi nghe nói trên kinh thành người ta bán sơn dễ dàng lắm, hay mình thử đem đến đó bán. Tôi còn nghe nói có thể nấu lá sơn thành cao, rồi dùng cao trộn vào sơn để bán. Bán như thế có thể lãi được gấp mấy lần mà người ta khó có thể phát hiện được. Mình tính xem, hay mình cũng làm theo họ xem. Mình nói cũng phải, chắc chả lại làm ăn chân thật như mình. Cứ chờ ít sơn nhỏ này thì đến bao giờ? Được, chúng ta làm thử xem sao.
đúng là sơn loại tốt. Chúng tôi sẽ trả anh giá cao nhất. Anh cứ đóng thùng dán niêm phong thật kỹ, rồi lát chúng tôi sẽ cho người tới lấy. Cứ mỗi thùng lại cho lấy một ít. Cao sơn nấu bằng lá cũng chẳng khác là mấy. Họ chẳng phát hiện ra được đâu mình ạ. Xong việc, mình lại dán niêm phong lại như lúc ban đầu. Khoan đã, tôi muốn kiểm tra một chút. Vẫn là những thùng sơn lúc các anh kiểm tra, có khác gì đâu. Để tôi đưa lên xe cho đỡ mất thời gian. Dấu vết niêm phong có dấu vết bị tróc, hơn nữa lại bị cứng lại như vô tình bị dính một lớp sơn rất trong. Hơn nữa, sơn ở trong thùng đã bị pha loãng hơn so với ban đầu. Chúng tôi biết tiếng anh buôn bán với anh hai nên mới tin tưởng anh. Không ngờ anh lại làm ăn như thế. Xin bỏ qua cho. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Xin hãy cho tôi cơ hội sửa sai. Người buôn bán cần phải thành thật, phải giữ chữ tín. Chất lượng hàng hóa không thể lừa người được. Cũng may là tôi chưa mang thùng sơn này đi bán. Nếu không, tất cả khách hàng sẽ không còn tin tôi và quay lại với tôi nữa. Tôi chỉ pha có vài thùng thôi. Xin các anh kiểm tra lại cho. Các thùng khác vẫn y nguyên như lúc ban đầu. Một lần bất tín, vạn sự bất tín. Giờ anh không thể lấy lại niềm tin của tôi. Và chắc chắn sẽ không còn bất cứ người lái buôn nào đến đây và lấy hàng của anh nữa. Trời ơi, chỉ vì tham chút lợi nhuận mà đánh mất cả uy tín. Thế này thì sao còn làm ăn thế nào đây? Những thùng sơn được pha loãng thế này sẽ bị biến mất và hỏng hết mất thôi. Bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển cả rồi. Trời ơi là trời, tham thì thâm. Em có thể bán được đá mà. Nếu em cứ tiếp tục tha những viên đá vớ vẩn từ các nơi về, thì chẳng mấy chốc cả căn phòng này cũng không đủ chỗ cho em cất đá đâu. Sao lại vớ vẩn? Anh không thấy chúng rất đẹp à? Đẹp gì mấy viên đá đó? Đây nhé, viên này màu đen tuyền rất đẹp, viên này lại xanh pha đỏ giống như đá quý, viên này hình tam giác lại pha tím, trắng rất là lạ mắt. Anh có tin có nhiều người bỏ tiền để mua được những viên đá của em không? Mua? Ừ, có thằng khùng cuối phố sẽ mua cho em đó. Ước gì vào sinh nhật tới, bạn bè sẽ tặng cho em những viên đá như thế này làm quà. Vậy sinh nhật tới của em, anh sẽ tặng em đá nhé. Mọi người tặng một viên, anh tặng 5 viên luôn. Vâng, thế thì hay quá. Anh nhớ giữ lời hứa nhé. Đúng là đồ ngốc. Mình sẽ ra bãi sỏi mà cô Lan đang xây, tìm cho nó mấy viên đá. Còn số tiền định mua quà sinh nhật cho nó, mình sẽ mua cái khác mình thích. Anh, làm cho em cái bảng. Để làm gì? Em bán mấy viên đá này của em. Bán á? Đúng là giàu trí tưởng tượng mà. Kinh doanh thế nào rồi? Anh, tốt à. Cái giỏ này để làm gì? Để đựng tiền à. Sẽ chẳng ai mua một viên đá với giá 10.000 đâu mà có tiền. Sao lại không à? Vì chẳng có ai thích những thứ ngớ ngẩn như em đâu. Cậu bé đáng yêu quá. Cháu bán thế nào? Dạ, 10.000 một viên ạ. Ông mua hết chỗ này nha. Dạ vâng. Yeah, mình đã nói là mình có thể bán được đá mà.
Anh Nam, em làm được rồi nè. Đã bảo là em có thể bán được đá mà. Kiến và hoa. Trời tối sầm thế này, chắc sắp có mưa to lắm đây. Bọn trẻ còn nhỏ quá, chỗ này lại thấp, lỡ mưa to cuốn chúng đi mất thì nguy. Chắc phải tìm chỗ nào cho chúng trú thân mới được. Rồi. Cô Cúc ơi, ai gọi tôi đấy? Tôi đây, Kiến đây mà. Ồ, chị Kiến à, có chuyện gì thế? Trời sắp mưa rồi, cô giúp tôi với. Mưa thì có liên quan gì đến tôi mà giúp? Cô cho chúng tôi ở nhờ mấy hôm nhé. Tổ của tôi thấp quá, tôi sợ lũ trẻ sẽ bị nước mưa cuốn đi mất. Ở nhờ ư? Nhưng ở đâu mới được chứ? Thì ở nhờ trên những chiếc lá, trên cánh hoa của cô đó. Không được đâu, cánh hoa của tôi sạch sẽ thế này, sao cho nhà cô ở nhờ được chứ? Lũ trẻ nhà cô sẽ dây bẩn ra người tôi mất. Cô yên tâm đi, lũ trẻ sẽ không dây bẩn ra người cô đâu. Tôi sẽ bảo ban các cháu. Trời sắp mưa rồi, cô giúp chúng tôi đi. Bây giờ có đi chỗ khác cũng không kịp nữa. Không được đâu, chị đi mà tìm chỗ khác, tôi không chịu đâu. Nhưng mà đã nói là không được mà. Bao leo lên cái phản gỗ này đi. May quá, mưa cũng không to lắm, lũ trẻ được an toàn rồi. Mấy hôm nữa chúng cứng cáp hơn, mình sẽ chuyển nhà khác. Có chuyện gì thế cô Cúc? Sao lại khóc thế? Mà sao trong cô vàng giọt thiếu sức sống vậy? Lũ bọ không biết từ đâu kéo đến làm tổ trên người tôi, khiến tôi khó chịu quá. Chị có cách nào giúp tôi không? Cô nói sao? Bọ à, để tôi xem nào. Trời, lũ bọ đông quá, mình phải gọi nàng Kiến đến tiêu diệt hết bọn chúng để cứu cô Cúc mới được. Tôi đã xua đuổi hết lũ bọ. Cô yên tâm rồi nhé, ngày mai cô sẽ khỏe lại ngay thôi. Cảm ơn chị Kiến nhiều lắm. Ừ, không có gì. Thôi tôi về nhé, các con tôi đang chờ tôi. Có gì khó khăn cứ bảo tôi. Chị thật tốt bụng. Hôm trước tôi từ chối cho mẹ con chị ở nhờ, vậy mà chị vẫn giúp tôi tiêu diệt lũ bọ. Tôi thật ích kỷ. Xin chị bỏ qua cho tôi nha. Hôm ấy mưa không to lắm nên lũ trẻ nhà tôi vẫn bình an. Mong rằng từ giờ đến lúc chuyển nhà mới không có vấn đề gì. Thật may là chúng không sao. Nếu không thì... À, hay là cả nhà chị chuyển sang ở cùng với tôi một thời gian đi. Những chiếc lá của tôi sẽ che chắn cho lũ trẻ. Tôi nghe nói thời tiết dạo này mưa nhiều lắm. Qua đợt mưa này, đợi cho các cháu cứng cáp, chị hãy chuyển. Ồ, cô cho chúng tôi ở nhờ thật sao? Vâng, chị đã hết lòng cứu giúp tôi, lẽ nào tôi lại vô tâm, vô ơn thế được. Tôi phải học chị biết sống như người khác. Cảm ơn cô, tôi về đón lũ trẻ sang ngay đây. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.